Chào mừng các bạn đến với kênh Triệu Hoàng Tú Official. Trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một số câu hỏi trắc nghiệm. Ôn tập kiến thức cơ bản địa lý lớp 10 nhằm giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đề số 1. Câu 1. Càng lên cao khí áp càng giảm. Nguyên nhân là do A. Không khí càng khô nên nhẹ hơn, khiến khí áp giảm. B. Gió thổi càng mạnh đẩy không khí lên, khiến khí áp giảm. C. Không khí càng loãng, sức nén càng nhỏ, khiến khí áp giảm. D. Không khí càng nhiều, nên sức nén giảm, khiến khí áp giảm. Chọn đáp án C. Không khí càng loãng, sức nén càng nhỏ, khiến khí áp giảm. Câu 2. Cho bảng số liệu. Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp, Mexico và Việt Nam. Năm 2000. Vẽ biểu đồ nào để thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp, Mexico và Việt Nam năm 2000. A. Cột. B. Kết hợp. C. Đường. D. Tròn. Chọn đáp án D. Tròn. Câu 3. Đá mẹ là nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất, có vai trò quyết định tới A. Thành phần tính chất của đất. B. Khả năng hút nước của đất. C. Đặc tính lý hóa và độ tơi xốp của đất. D. Lượng chất dinh dưỡng trong đất. Chọn đáp án A. Thành phần tính chất của đất. Câu 4. Đặc điểm nào sau đây đúng với gió mậu dịch? A. Thổi quanh năm, hướng gió gần như cố định, tính chất chung là khô. B. Chủ yếu thổi vào mùa đông, lạnh khô, hướng gió thay đổi theo mùa. C. Thổi quanh năm, hướng gió gần như cố định, tính chất chung là ẩm ướt. D. Chủ yếu thổi vào mùa hạ, nóng ẩm, hướng gió thay đổi theo mùa. Chọn đáp án A. Thổi quanh năm, hướng gió gần như cố định, tính chất chung là khô. Câu 5. Động lực làm tăng dân số thế giới là A. Tỷ suất sinh thô. B. Gia tăng cơ học. C. Tỷ suất tử thô. D. Gia tăng dân số tự nhiên. Chọn đáp án D. Gia tăng dân số tự nhiên. Câu 6. Phạm vi hoạt động của gió Tây ôn đới là A. Thổi từ áp cao cận trí tuyến về áp thấp ôn đới. B. Thổi từ áp cao cực về áp thấp xích đạo. C. Thổi từ áp cao cận trí tuyến về áp thấp xích đạo. D. Thổi từ áp cao cực về áp thấp ôn đới. Chọn đáp án A. Thổi từ áp cao cận trí tuyến về áp thấp ôn đới. Câu 7. Phát biểu nào không đúng với lượng mưa phân bố trên trái đất? A. Mưa nhiều ở hai vùng ôn đới. B. Mưa nhiều ở hai vùng trí tuyến Bắc và Nam. C. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo. D. Mưa càng ít khi càng về hai cực Bắc và Nam. Chọn đáp án B. Mưa nhiều ở hai vùng trí tuyến Bắc và Nam. Câu 8. Ở nước ta, các loài cây sú, vẹt, đước, bần phát triển tốt trên loại đất nào sau đây? A. Đất ferrite đồi núi. B. Đất chua phèn. C. Đất phù sa ngọt. D. Đất ngập mặn. Chọn đáp án D. Đất ngập mặn. Câu 9. Nhận định nào sau đây không đúng về nguyên nhân thay đổi khí áp? A. Càng lên cao, khí áp giảm. B. Nhiệt độ tăng, khí áp tăng. C. Nhiệt độ giảm, không khí co lại nên khí áp tăng. D. Không khí chứa nhiều hơi nước thì khí áp giảm. Chọn đáp án B. Nhiệt độ tăng, khí áp tăng. Câu 10. Hướng hoạt động của gió mậu dịch là A. Tây Nam ở bán cầu Bắc, Tây Bắc ở bán cầu Nam. B. Đông Nam ở bán cầu Bắc, Đông Bắc ở bán cầu Nam. C. Đông Bắc ở bán cầu Bắc, Đông Nam ở bán cầu Nam. D. Tây Bắc ở bán cầu Bắc, Tây Nam ở bán cầu Nam. Chọn đáp án C. Đông Bắc ở bán cầu Bắc, Đông Nam ở bán cầu Nam. Câu 11. Khí hậu ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố của sinh vật, chủ yếu thông qua các yếu tố A. Khí áp, gió, nhiệt độ, nước, ánh sáng. B. Nhiệt độ, nước, độ ẩm không khí, ánh sáng. C. Khí áp, nước, độ ẩm không khí, ánh sáng. D. Gió, nhiệt độ, nước, ánh sáng. Chọn đáp án B. Nhiệt độ, nước, độ ẩm không khí, ánh sáng. Câu 12. Phát biểu nào không đúng khi nói về cơ cấu dân số theo giới? A. Biến động theo thời gian. B. Nước phát triển nữ nhiều hơn nam. C. Nước đang phát triển nữ nhiều hơn nam. D. Khác nhau ở từng nước. Chọn đáp án C. Nước đang phát triển nữ nhiều hơn nam. Câu 13. Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư được gọi là A. Gia tăng dân số. B. Gia tăng dân số tự nhiên. C. Gia tăng cơ học. D. Quy mô dân số. Chọn đáp án C. Gia tăng cơ học. Câu 14. Trên trái đất có 7 đới khí hậu. Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? A. Đới khí hậu xích đạo. B. Đới khí hậu cận nhiệt. C. Đới khí hậu nhiệt đới. D. Đới khí hậu ôn đới. Chọn đáp án C. Đới khí hậu nhiệt đới. Câu 15.
hiệu số giữa tỷ suất sinh thô và tỷ suất tử thô được gọi là A. Nhóm dân số trẻ, B. Số dân trung bình cùng thời điểm, C. Gia tăng cơ học, D. Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên. Chọn đáp án D. Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên. Câu 16. Gió mùa là loại gió. A. Thổi theo mùa, hướng và tính chất của gió ở hai mùa trái ngược nhau. B. Thổi vào mùa hạ theo hướng Tây Nam, tính chất của gió là nóng ẩm. C. Thổi quanh năm, hướng và tính chất của gió hầu như không thay đổi. D. Thổi vào mùa đông theo hướng Đông Bắc, tính chất của gió là lạnh khô. Chọn đáp án A. Thổi theo mùa, hướng và tính chất của gió ở hai mùa trái ngược nhau. Câu 17. Cho một số thông tin về Việt Nam. Diện tích 331.212 km2, dân số 96,9 triệu người, ngày 11 tháng 12 năm 2018. Mật độ dân số nước ta là A. 229 người trên km2, B. 292 người trên km2, C. 244 người trên km2, D. 693 người trên km2. Chọn đáp án B. 292 người trên km2. Câu 18. Dao động thủy triều nhỏ nhất khi A. Mặt trăng, trái đất và mặt trời tạo thành một góc 90 độ, B. Mặt trăng, trái đất và mặt trời tạo thành một góc 45 độ, C. Mặt trăng, trái đất và mặt trời nằm thẳng hàng, D. Mặt trăng, trái đất và mặt trời tạo thành một góc 120 độ. Chọn đáp án A. Mặt trăng, trái đất và mặt trời tạo thành một góc 90 độ. Câu 19. Tại sao giữa hai khối khí chí tuyến và xích đạo không tạo thành phồng thường xuyên và rõ nét? A. Bởi chúng đều nóng và nói chung có cùng một chế độ gió. B. Bởi chúng khác nhau về nhiệt độ và có cùng một chế độ gió. C. Bởi chúng đều nóng và có hướng gió khác nhau. D. Bởi chúng đều lạnh và có cùng một chế độ gió. Chọn đáp án A. Bởi chúng đều nóng và nói chung có cùng một chế độ gió. Câu 20. Tổng lượng nhiệt bức xạ mặt trời đến trái đất được bề mặt trái đất hấp thụ bao nhiêu phần trăm? A. 19%, B. 30%, C. 47%, D. 4%. Chọn đáp án C. 47%. Câu 21. Trong nhóm dân số không hoạt động kinh tế thì không có nhóm nào dưới đây? A. Học sinh, sinh viên, B. Những người thuộc tình trạng khác không tham gia lao động, C. Những người nội trợ, D. Những người có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm. Chọn đáp án D. Những người có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm. Câu 22. Tỷ suất tử thô của nhóm nước đang phát triển năm 2015 là 7 phần nghìn, có nghĩa là A. Trong năm 2015, trung bình 1.000 dân có 7 người chết. B. Trong năm 2015, trung bình 1.000 dân có 7 trẻ em chết. C. Trong năm 2015, trung bình 1.000 dân có 7 trẻ em có nguy cơ tử vong. D. Trong năm 2015, trung bình 1.000 dân có 7 trẻ em sinh ra còn sống. Chọn đáp án A. Trong năm 2015, trung bình 1.000 dân có 7 người chết. Câu 23. Giả sử tỷ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không thay đổi trong suốt thời kỳ từ năm 2000 đến năm 2020, biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 7.346 triệu người. Số dân của năm 2016 sẽ là bao nhiêu? A. 7.468,25 triệu người. B. 7.434,15 triệu người. C. 7.522,35 triệu người. D. 7.458,25 triệu người. Chọn đáp án B. 7.434,15 triệu người. Câu 24. Cây lúa gạo thích hợp với điều kiện sinh thái nào sau đây? A. Khí hậu khô, đất thoát nước. B. Khí hậu ẩm, khô, đất màu mỡ. C. Khí hậu nóng, đất ẩm. D. Khí hậu nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước, đất phù sa. Chọn đáp án D. Khí hậu nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước, đất phù sa. Câu 25. Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể là phương pháp nào sau đây? A. Phương pháp ký hiệu. B. Phương pháp ký hiệu đường chuyển động. C. Phương pháp chấm điểm. D. Phương pháp ký hiệu theo đường. Chọn đáp án A. Phương pháp ký hiệu. Câu 26. Dạng ký hiệu nào thường không được sử dụng trong phương pháp ký hiệu là A. Hình học, B. Chữ, C. Tượng hình, D. Dạng đường. Chọn đáp án D. Dạng đường. Câu 27. Trên bản đồ tự nhiên, các đối tượng địa lý thường không thể hiện bằng phương pháp đường chuyển động là A. Hướng gió, các dãy núi, B. Dòng sông, dòng biển, C. Hướng gió, dòng biển, D. Hướng chạy các địa hình. Chọn đáp án D. Hướng chạy các địa hình. Câu 28. Ký hiệu chữ thường dùng để thể hiện các đối tượng địa lý nào trên bản đồ? A. Rừng nhiệt đới, ôn đới,
B. Than nâu, than đá. C. Vàng, chì, chrome. D. Vùng chăn nuôi. Chọn đáp án C. Vàng, chì, chrome. Câu 29. Giờ quốc tế GMT được lấy theo giờ của A. Múi giờ số 0, B. Múi giờ số 1, C. Múi giờ số 23, D. Múi giờ số 7. Chọn đáp án A. Múi giờ số 0. Câu 30. Hãy tính giờ và ngày ở Việt Nam. Biết rằng ở thời điểm đó giờ GMT đang là 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2015. A. 7 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2015. B. 7 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2016. C. 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2015. D. 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2016. Chọn đáp án B. 7 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.